Xuống chợ hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba nơi gặp gỡ trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chờ ai về cùng em. Ôi nó lao xuống cái tốc độ kinh đấy. Vâng, xin mời ạ. Từ đây các bên nhà Gặp ba giây nhé. Nhé, cho đến 20 phút ngồi trên cáp treo cơ à? Ừ, 20 đến 25 phút rồi. Đi thấy nó mới ngắm cảnh. 600.000 rồi đi. 600.000. Gần bằng vào trong thuế. Mày bao? Đi cả vũ trụ này. Căng thẳng lắm. Thẳng tiền luôn. Thiếu làm kìa em ạ. Mày anh Tuấn lên xả chuyện này. Dạ này. Thái là có nhờ một tí, nó chuyển xuống này. Em biết nó có có ai chụp ảnh không? 5.000 cái mà phải nói nó đi tốc độ rất chậm. Em có chụp không? Em lấy 2.000 chưa? Với em trèo lên nóc em chụp đi. Lên nóc đi. Cầm pin thì nó có tránh mình nhỉ? Ngồi trước lái. Anh nghe được không? Tối. Trời. Ôi sao cái sổ bạc là bỏ cô. Ông hôm qua cô vừa khoe đúng cái ảnh ấy cô. Bà chưa khoe chứ. Chú Dũng nói chuyện với cháu về hộp luôn, cháu hỏi. Con chờ người đúng hả?
này đúng là đồi sai chỗ đất đồi trọng kìa, đúng là đất trúng đồi trọng và đây nó phải đứng này làm gì tuần này phát biểu đấy. Đây là khớp nối à? Bây giờ gọi là răng tà lờ mần rồi. Răng răng tà lờ mần. Lấy đi em răng tà lờ. Răng lốp à? Vâng. Mở cửa, mở cửa. Mặc lại cho đây hỏng sợ mà thế đó cho từ lúc đó đầu tư cái này trong vòng 3 năm được bao nhiêu một năm rồi bố chết rồi quay bảo em lên đi anh hùng lại em cho anh chơi à bảo bọn này bảo rồi rồi xin cái máy nhá. Sao đâu? Rơi thôi này. Ôi rơi. Rơi đấy. Rơi phát. Không nó không rơi được đâu. Bởi vì nó còn cái dây nữa mà. Chưa ngay cứ tưởng không rơi. Rơi được không rơi. Tinh à. Một gì cơ? Lên đỉnh rồi. Vào hết rồi. Lên đỉnh rồi. Chạy thôi. Cô còn mấy tiếng nữa. Thằng sáng. Chiều xuống đẹp hơn. Chiều xuống nhìn đẹp hơn. Chiều xuống nhìn đẹp hơn nhiều. Cái này một chụp cái panorama này đẹp. Thì là cái đỏ nó đi qua này. Cái đỏ. Nó nhìn nó dốc đẹp lắm. Anh cũng đúng rồi tay. Nghiến răng về. Hàm cháo đấy à? Hút thuốc rồi, bắt đầu hút thuốc rồi, lạnh rồi. Lạnh lắm. Ôi dồi ôi, phạc áo xanh nó trông như Tây ý nhỉ? Ôi giời ơi. Như này, vì như này có mình bị chữa cháy đây nhỉ? Cây cối, đây, cho nó dẫn cối. Anh chỉ sợ à? À không, mua độ sợ. Mắt mạch sơn bây giờ nó làm thế nào? Bây giờ có muốn hay không? 7, 8 sợ đang ngồi canh đây thì bắt sợ đây mẫu gì? Này đây cái này. Hoa nào đẹp chưa? Có trên nữa này. Hoa hồng thì đẹp. Đây chưa gì mà hoa hồng đó. Cái cây này ngày xưa nó hai con sau rồi này cơ gì nhỉ? Biết trên là cảnh nó chỉ là quay hành trình thôi. Bò bò cái mọi ra. Ông. Cao ở đây trên này nó cao chứ mà nó không mưa. Cây gì nhỉ? Mưa đâu đấy. Mưa lại thế. Mưa đâu cũng mưa quanh năm ngày tháng. Thế nào? Chưa đâu ạ. Còn mấy đỉnh nữa. Còn 600 bậc nữa mày phải cộng anh ấy. Năm độ rồi đấy. Lên nữa, đây đỉnh đây. Vào vào. Giờ trên kia ngoài đỉnh à. Vâng em đây. Xuống xuống mới thích. Cây tùng thì đẹp nhỉ. Cứ xuống rồi xuống trôi hơn đúng không? Trôi. Xuống mới phê. Trên bia anh quay vào luôn. Đây là cái tùng đấy. Chụp cái xe đi, chụp lại. Đạp nào đi. Lên. Đạp xích đô. Lên xe đạp luôn. Đang lên đây. Đấy, đẹp đấy. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây là đang xây khách sạn rồi này. Xây khách sạn rồi này. Vâng, đây lên đây là hết này. Thế rồi, rơi cái tạng rồi, rơi cái tạng rồi. Anh em ngồi tháp quay lại. Chụp khách sạn đây này. Vâng, lên đây sao thì...
chuồng chim anh say, ngập ngừng sương răng lối phố xôn xao, nhịp váy đung đưa vang tiếng khen chàng trai xuống chợ. Hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba nơi gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chờ ai về cùng em. Tiếng khen chàng trai xuống chợ, hẹn gặp ai mà sao vui thế, tiếng đàn môi em nói điều gì cho ta ngồi bên nhau đêm nay. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa ba gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ ai về cùng em. Xa ba chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em, phố nhỏ hiện lên từ trong mây. Ơi xa gặp gỡ đất trời, bốn mùa hoa trái và mùa con trai hát gọi con gái đắm say phiên chợ anh về cùng em. Xa ba ơi xa ba ơi xa ba, đắm say bao tình về cùng xa ba. Đây đây không phải chân nó đoạn lặng chính đấy. Ngũ Hành Sơn đấy nhỉ, là đi cùng ai nhỉ? Phải Thành không nhỉ? Không, em chưa bao giờ đi Ngũ Hành Sơn. Ít nhiều vài người cho đi nhỉ. Rất ít khi đại đại mình đi xuống một nam xuống một đợi chờ. Cái này nó có luân chuyển đây cháu bắt đầu đến nơi đây chú, bắt đầu xuống đến nơi rồi. Không rồi, ra để xem chú đợi người ta về chưa đấy. Ai đây?
cả ngày không ra.